Nam Travel Network. Hai mọi người, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau thì để tiếp nối với lại chuỗi video về visa Việt Nam, thẻ tạm trú, công văn nhập cảnh. Thì hôm nay Ngân sẽ chia sẻ về một loại giấy tờ mà nó cũng rất là quan trọng đối với người nước ngoài ở Việt Nam. Đó chính là cách làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Vậy thì giấy phép lao động là gì? Với chính sách mở cửa nền kinh tế giữa các quốc gia với nhau thì các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng đang được triển khai. Kéo theo đó là nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cũng ngày càng phát triển và nó rất là đa dạng. Nhưng mà để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì bắt buộc là phải có giấy phép lao động. Thì giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý do luật lao động Việt Nam ban hành để cho người nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp. Vậy thì điều kiện để được cấp giấy phép lao động là gì? Đầu tiên các bạn phải trên 18 tuổi và các bạn phải có sức khỏe phù hợp với lại yêu cầu công việc. Thứ ba, các bạn là các nhà quản lý, giám đốc điều hành, các chuyên gia hoặc là các lao động kỹ thuật. Thứ tư là các bạn không phải là tội phạm, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp Việt Nam và luật pháp nước ngoài, là được có văn bản, có sự chấp thuận bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cái việc mà tuyển dụng lao động nước ngoài của công ty các bạn. Thường giấy phép lao động là sẽ được cấp mới, cấp lại, gia hạn hoặc là xin miễn đối với người nước ngoài. Trường hợp cấp mới là dành cho những người mà chưa từng có giấy phép và bây giờ mình xin được cấp giấy phép. Còn trường hợp cấp lại là các bạn đã có giấy phép lao động rồi nhưng mà có thể các bạn hiện là sẽ đổi công ty khác hoặc là làm một cái vị trí mới hoặc là địa chỉ công ty thay đổi hoặc là các bạn bị mất hoặc là bị mờ, rách. Bây giờ mình xin được cấp lại một cái mới. Còn trong trường hợp gia hạn, tức là đã sắp hết hạn rồi, còn khoảng từ 5 ngày trở lên thì ở lúc này công ty các bạn sẽ bảo lãnh cho các bạn về việc là bạn vẫn còn làm ở công ty đó, vẫn vị trí đó và có đầy đủ sức khỏe, năng lực làm việc. Các trường hợp mà mình được miễn giấy phép lao động, ví dụ như là các bạn phải là chủ đầu tư nè, chủ doanh nghiệp hoặc là thành viên hội đồng quản trị hoặc các bạn là trưởng các văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ chẳng hạn vân vân. Thì ngày hôm nay là Ngân chia sẻ với các bạn về cách xin mới giấy phép lao động, còn về cái cách mà cấp lại hoặc là gia hạn thì Ngân sẽ chia sẻ ở một cái video tiếp theo, các bạn nhớ đón xem nha. Tiếp theo sẽ là phần quan trọng nhất là hồ sơ mình cần chuẩn bị những gì để mà mình làm giấy phép lao động. Đầu tiên đó là bản sao hộ chiếu, giấy phép kinh doanh và hợp đồng lao động của các bạn. Tiếp theo nữa đó là văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động mẫu số 1, kèm theo đó là ảnh 46 phông nành trắng, là công văn xin tuyển dụng lao động nước ngoài mẫu số 6 và các bằng cấp liên quan, ví dụ như là bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc là bằng xác nhận có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề. Tiếp theo nữa, lý lịch tư pháp Việt Nam và nước sở tại của các bạn. Còn về khám sức khỏe thì các bạn có thể khám tại một trong các bệnh viện sau đây, ví dụ như là Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 115 hoặc là Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi làm giấy phép lao động thì các bạn nên lưu ý những cái điều sau là tất cả những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài các bạn phải hợp thức hóa lãnh sự, sau đó là dịch sang tiếng Việt, có công chứng sở tư pháp. Các công ty cần tuyển dụng người nước ngoài cần phải làm một công văn để trình với lại Ủy ban Nhân dân về cái nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài của mình trước 15 ngày so với cái thời điểm mà các bạn chuẩn bị làm giấy phép lao động cho cái người nước ngoài các bạn cần tuyển. Đối với lại những giấy phép lao động mà sắp hết hạn thì bắt buộc phải nộp hồ sơ gia hạn trước đó 1 tháng. Đối với là những giấy phép lao động mà đã hết hạn rồi thì cái người sử dụng lao động đó phải xin một cái mới. Thường giấy phép lao động dành cho người nước ngoài sẽ có thời hạn trong vòng là 2 năm và cũng tùy vào cái trường hợp các bạn xin giấy phép lao động như thế nào mà cái thủ tục hồ sơ sẽ có thay đổi. Nó tùy thuộc vào cái yêu cầu của cơ quan nhà nước. Thì sau những cái thông tin mà Ngân chia sẻ đó, Ngân hy vọng là những bạn nào mà đang có nhu cầu làm cho người thân hoặc là bạn bè của mình chuẩn bị sang Việt Nam làm việc hoặc là hiện đang làm việc ở Việt Nam nhưng mà chưa có giấy phép thì các bạn sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Và trong trường hợp mà các bạn cần thêm thông tin hoặc là các bạn gặp phải những cái vướng mắc gì đó trong quá trình làm giấy phép thì các bạn có thể liên hệ cho bên Ngân qua hotline 090 78 74 240 để được hướng dẫn chi tiết hơn. Đến đây thì tạm biệt các bạn nhé.